Số 1. Một cặp vợ chồng đã nhiều lần nghe nhiều âm thanh kỳ lạ bên trong ngôi nhà mà họ mới mua. Họ nói rằng nghe tiếng động kia càng lúc càng mạnh hơn, khiến họ rất hoang mang và lo sợ. Ngày hôm nay họ quyết định đi kiểm tra xem thứ gì đã gây ra những tiếng động trên. Họ đã chờ đến khi trời tối, vào lúc nửa đêm, giờ mà ma quỷ hoạt động mạnh nhất, để đi kiểm tra ngôi nhà. Và họ đã đối mặt với một thứ gì đó thật sự đáng sợ. Bạn có thể thấy, khi họ đang kiểm tra xung quanh căn phòng, bạn có thể xem lại video, một cánh cửa đang đóng bỗng nhiên mở ra. Sau đó, có một khuôn mặt trắng bệch vô hồn xuất hiện trông rất đáng sợ. Theo bạn, đó có phải là một hồn ma đang trêu chọc họ? Mong bạn hãy để lại suy nghĩ ở phần bình luận. Xin cảm ơn. Số 2. Một người đàn ông đã vào bên trong một tòa nhà bỏ hoang để điều tra điều huyền bí. Nơi này lúc trước là một khách sạn, nhưng sau nhiều vụ có người thấy có một bóng trắng hay lượn lờ ở đây, nên nó đã bị bỏ hoang tới bây giờ. Trong đoạn video sau, anh ta đã vào đây và anh ta đã bắt gặp một thứ gì đó thật sự đáng sợ. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah! Guys, gua udah zoom. Kang Adit, 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 Kang Adit. Gua udah zoom. Gua zoom, teman-teman. Dan ini siaran live. Dit, 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 dit. Dit, 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 please dit, Kang Adit. Dit, dit, dit. Bạn có thể thấy, một bóng trắng xuất hiện sau một lúc bóng trắng kia đã đi xuyên qua trần nhà trông rất đáng sợ. Tôi nghĩ đây có thể là hồn ma mà nhiều người đã nhìn thấy. Còn bạn, bạn nghĩ sao về video trên? La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Số 3. Một thám tử tư đã nhận được một cuộc điện thoại. Một người đàn ông muốn anh ta theo dõi vợ mình vì anh ta nghi ngờ cô ấy ngoại tình. Nhưng đây không phải là nhân vật chính trong đoạn video bí ẩn sau. Sau một lúc theo dõi họ, anh ta đã theo họ đến một nơi, ở đó họ đang nói chuyện, và ngay lúc này điều đáng sợ đã xuất hiện.
Bạn có thể thấy, khi họ đang nói chuyện, sau lưng họ xuất hiện một khuôn mặt đáng sợ giống như một cụ già. Nhưng họ vẫn không nhìn thấy. Khi anh ta đăng tải đoạn video bí ẩn trên, nhiều người xem đã nói rằng đó có thể là một hồn ma đang muốn trêu chọc họ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về video trên? Số 4. Một đôi bạn trẻ đã kể lại rằng họ đã gặp một thứ gì đó giống hồn ma trong khi họ đang đi hóng gió tại một khu cảng. Sau khi nói chuyện một lúc, người bạn trai đã phát hiện có gì đó không ổn sau lưng bạn gái mình. Mời bạn xem video sau để nhìn rõ hơn. これどうやらかな。すごい、すごい、すごい、すごい。せっかくポーズ撮ってたのに。ね、ね、これ、これ。ま、面白かったな。海綺麗だね。うん、綺麗だね。クジラ?いや、クジラ跳ねるっけ?跳ねないか。跳ねないと思うよ、多分。うん。 Bạn có thể thấy, khi anh ta quay camera về hướng người bạn gái của mình, một bóng đen với khuôn mặt đáng sợ đã xuất hiện bên cạnh bạn gái anh ta, khiến anh ta rất hoảng sợ. Tôi nghĩ rằng đây có thể là một hồn ma đang đi theo để ám bạn gái anh ta. Còn bạn, bạn nghĩ sao về video trên? Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.